tiếng Anh cùng cô Hà. Mouse. Owl. Mouse. Okay, remember any sound. Các con lưu ý cho cô Hà âm cuối âm đấy nhá. Sẽ là mouse. Okay, very good. Once again. Mouse. Very good. Và tiếp theo các con hãy nói một câu để chỉ chú chuột đứng gần cho cô nào. This is mouse. Giỏi quá. Okay. This is. Okay. The. It's. This. It's. This is. This is. Okay. Very good. Nhớ các quy tắc ngữ âm cho cô nhé. Mouse. Mouse. Nhớ cho cô ending sound âm cuối cho cô nhé. Okay. So this is a mouse. Very good. This is a mouse. Very good. Các bạn mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà JunHa và like fanpage hoặc tiếng Anh cùng cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.